Thưa quý vị và các bạn, đẳng sâm là loại cây dược liệu quý. Nhu cầu thị trường về các sản phẩm từ cây đẳng sâm khá lớn, nên hiện nay nhiều doanh nghiệp đang quan tâm và phát triển chuỗi liên kết trồng tiêu thụ đẳng sâm. Tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, loại cây trồng mới này cũng đã được người dân đưa vào trồng, thay thế một số loại cây trồng kém hiệu quả. Sau thời gian chăn trở, tìm tòi các loại cây trồng để phát triển kinh tế, gia đình anh Bạc Cầm Toán ở xã Mường Rôn đã chuyển đổi hàng nghìn mét vuông đất nương trồng lúa sang trồng cây đẳng sâm. Cùng với gia đình anh Toán thì nhiều hộ dân khác trong xã cũng mạnh dạn chuyển sang trồng đẳng sâm. Cái khu đất thì trước kia thì gia đình tôi trồng lúa nương, nhưng thấy hiệu quả kinh tế nó không cao. Trong khi làm lúa nương thì thấy cây đẳng sâm rừng hoặc tự nhiên phát triển rất tốt. Qua tìm hiểu thì bên công ty dược phẩm Nam Sơn tư vấn ở hỗ trợ giống và kỹ thuật. Gia đình tôi mang về trồng thử 5.000 mét vuông, hiện tại cây phát triển đang phát triển rất tốt. Chúng tôi trồng thử nghiệm cây đẳng sâm ở đây thấy rất hợp với khí hậu thời tiết, cây phát triển rất tốt và cũng dễ trồng. Nên nếu sau này có củ thì bên công ty sẽ bao tiêu sản phẩm thu mua cho bà con. Đẳng sâm phát triển tốt mang lại tín hiệu vui cho bà con. Cùng với đó, bà con cũng yên tâm hơn khi phát triển loại cây dược liệu này bởi đã có một doanh nghiệp đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đẳng sâm cho bà con. Dự kiến giá thu mua đẳng sâm dao động từ 60 đến 80 nghìn đồng một kg. Theo hạch toán của người dân thì giá trị kinh tế của đẳng sâm sẽ cao gấp từ 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Thì qua đánh giá, hiện tại là bà con với hộ gia đình đang làm cỏ và chăm sóc cây đẳng sâm đang phát triển rất tốt. Thì nếu mà đánh giá được kinh tế sau này có hiệu quả cao thì bản thân và cùng với đảng ủy chính quyền cấp trên với tổ chức hội nông dân xã Mường Rôn sẽ tiếp tục nhân rộng giống ra các hộ lân cận và các xã bạn trong thời gian tới. Thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai chú trọng khai thác tiềm năng lợi thế của các vùng, các địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc phát triển thành công cây đẳng sâm sẽ mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của huyện Quỳnh Nhai.